Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay 15 tháng 7 năm 2019 thứ hai thì chúng tôi lại có mặt ở đây ở ngay trước tòa đại sứ của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa tại Berlin. Ở đây là một khu nhà phía sau lưng tôi, các bạn cũng nhìn thấy rất lớn, và nó có lẽ là to lớn gấp khoảng 10 lần cái tòa đại sứ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Berlin cách đây không xa. Và trước đây tòa nhà này vốn là một cái khu nhà của công đoàn của Cộng hòa Dân chủ Đức. Sau khi nước Đức thống nhất thì phía Trung Quốc đã mua lại tòa nhà này, và họ đã cải tạo và sửa chữa và đưa cái khu nhà này trở thành cái khu hoạt động ngoại giao với hàng trăm cán bộ ngoại giao, công an, tình báo và nhiều bộ phận khác của Trung Quốc hiện nay đang làm việc ở đây. Và cũng trong cái khu nhà này thì chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những cái cuộc biểu tình của người Việt Nam tại Đức cũng như của châu Âu. Họ đã đến đây, họ bày tỏ cái quan điểm, cái thái độ của Việt Nam, của những người Việt Nam đối với Trung Quốc khi mỗi khi Trung Quốc có cái xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Đó là những cái người mà đi trước năm 1975, họ cũng đi thành những cái đợt riêng, và những người sau này, tức là những người lao động Việt Nam từ Cộng hòa Dân chủ Đức bây giờ chuyển thành thể chế là Cộng hòa Liên bang Đức, thì họ cũng đến đây để bày tỏ cái thái độ của mình. Và gần đây nhất thì các bạn cũng đã biết, tại Việt Nam đã xảy ra một sự kiện rất quan trọng, đó là việc Trung Quốc đã cho tàu vào để thăm dò ở khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại thềm lục địa ở gần các bạn hãy xem cái hình ảnh này và bài báo mới đây nhất của ngày hôm nay Đài Châu Á Tự Do đã đăng tại sao Trung Quốc tiếp tục dằn mặt Việt Nam ngay trong vùng đặc quyền kinh tế ở bãi Tư Chính. Vâng, đấy các bạn, đây là hình ảnh của các bạn xem, hãy xem cái bài báo ngày hôm nay. Mà trong khi đó hiện nay ở trong nước thì không hề đăng những cái thông tin như vậy, và cập nhật của quốc tế, cập nhật của các nước trên thế giới vẫn luôn luôn cập nhật thường xuyên những cái thông tin như vậy. Và các bạn thấy cái hình màu xanh sẫm đó là cái vùng mà Trung Quốc đã phân lô và họ vào trong đó, cái vùng đó để họ khảo sát địa chất và họ có thể thăm dò để khai thác dầu khí và những tài nguyên khác mà trong cái thềm lục địa, tức là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được đánh dấu màu xanh nó bao trùm tất cả những cái vùng này. Tuy nhiên phía Trung Quốc vẫn ngang nhiên dùng tàu và những cái tàu hộ tống lớn để ra để tiếp tục tuần tra và thăm dò, mà phía Việt Nam không biết, không thể xử lý được. Thì cái điều đó hiện nay báo chí trong nước cũng chưa đăng bất cứ thông tin nào về việc này. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng vừa nhận được cái thông tin mới nhất của phó giáo sư tại trường hàng hải Hoa Kỳ, ông Ryan Matheson. Ông ta đã chia sẻ trên trên trang tweet của mình về cái thông tin mới nhất mà phía Hải quân Mỹ đã thu nhận được. Đây là hình ảnh của cái trang tweet và chia sẻ của ông phó giáo sư trường hàng hải Hoa Kỳ, ông Ryan Matheson đã chia sẻ. Vâng, các bạn cùng xem. Đây, thì trong cái chia sẻ này thì ông ta viết một cái dòng status rất rõ ràng. Ông ta viết rằng với ý bằng tiếng Việt như sau, dịch trong tiếng Việt như sau: và bây giờ chúng tôi đã xác nhận sự tham gia của lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc trong hoạt động hộ tống tàu Đông Quy San Yu, hộ tống tàu, tức là những cái tàu mà thăm dò của Trung Quốc, thì bây giờ đã có sự tham gia của các tàu dân quân của Trung Quốc để tiếp tục hộ tống những cái tàu này. Thì đây là cái điều mà các bạn cũng nên lưu ý, bởi vì là hiện nay những cái diễn biến đó vẫn luôn diễn ra phức tạp ở ngoài biển, và điều đó thì ở Việt Nam các bạn không được biết. Và chiếc tàu đó với cái tên tàu dân quân đó với cái tên là Quy Shanghai 00114. Đây là chiếc tàu, số hiệu chiếc tàu đây các bạn xem. Đấy, đây số hiệu chiếc tàu rất rõ ràng ghi trong này. Đấy, đây là, và cái đường đi của cái tàu đó, đó là một chiếc thuyền lớn thuộc sở hữu của đơn vị thành phố Shansha. Có lẽ không phải, và ông ta viết rằng là có lẽ không phải chỉ có một mình nó ở ngoài khơi kia. Tức là không phải chỉ có mỗi cái tàu dân quân số 00114 này, mà ông ta nói rằng còn có lẽ còn nhiều những tàu dân quân khác. Thì điều đấy là rất là nguy hiểm, khi mà vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam luôn luôn đã bị những cái tàu như vậy xâm phạm và tiếp tục là dùng những cái thủ đoạn dẫn dắt và kèm tàu Việt Nam, cũng như là phun nước vòi rồng và đâm vào tàu của Việt Nam để họ tiếp tục có những cái hành động bất hợp pháp trên những vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và trước đó thì các bạn cũng đã được biết cái thông tin của ông phó giáo sư của trường hàng hải này đã chia sẻ trên cũng một tweet trước đó của ông ta, là đây rất rõ ràng. Và hình ảnh này các bạn chắc chắn cũng không hề thấy được trên báo chí ở trong nước.
đó là việc ông ta viết rất rõ là các hoạt động khảo sát của tàu Haiyang 8 từ ngày mùng 3 đến 11 tháng 7 năm 2019. Và đây là cái sơ đồ rất rõ ràng, và chúng tôi sẽ chia sẻ ở trên trang Facebook này sau khi chúng tôi làm đường truyền hình live trực tiếp. Thì trong vòng từ mùng 3 đến 11 tháng 7 thì chiếc tàu này đã đi theo một cái đường rất rích rắc để tiếp tục thăm dò và đo địa chất và nhà làm những cái công việc mà họ chuẩn bị cho việc có thể là để khai khoáng và khoan mỏ, cũng như là có thể xây dựng những cái nhà giàn hoặc là những cái đảo nhân tạo mới. Thì đây là điều rất nguy hiểm mà hiện nay Trung Quốc đang làm, và phía Việt Nam cho đến lúc này báo chí và truyền thông Việt Nam không hề đăng những thông tin như vậy để cho những cái người Việt Nam và hàng chục triệu, 90 triệu dân Việt Nam biết cái điều này. Thì đây là cái thiệt thòi rất lớn cho người dân Việt Nam, và các bạn phải truy cập những cái thông tin ở trang báo quốc tế thì mới biết được những thông tin như vậy. Và chúng tôi truyền tải đây là chỉ một phần của những cái thông tin mà được lan tỏa ở trên quốc tế. Đây là thông tin rất rõ ràng, và đây là cái sơ đồ cụ thể của ông phó giáo sư của Đại học Hàng hải Hải quân Hoa Kỳ này đã chia sẻ. Đấy là các hoạt động khảo sát của tàu Haiyang 8 từ ngày 3 đến 11 tháng 7. Đây là cái sơ đồ phóng to. Đấy, và các bạn tí nữa các bạn sẽ có thể xem trực tiếp cái hình ảnh này mà chúng tôi sẽ chia sẻ ở trên trang Facebook này. Đấy, nó đi rất rích rắc, và như vậy từ mùng 3 đến 11, như vậy là thời gian đi rất dài và 8 rất dài để có thể khảo sát những việc này. Và đây là hình ảnh, thêm nữa là hình ảnh của chiếc tàu này của báo Hoa Nam Buổi Sáng đã đăng vào ngày 12 tháng 7 năm 2019. Đây là chiếc tàu đây, hình ảnh chiếc tàu đây. Và toàn bộ những thuyền viên ở trên tàu đây thì họ đã chụp cái hình ảnh này mà họ đăng trên số báo của Hoa Nam Buổi Sáng vào ngày 12 tháng 7 năm 2019. Và lát nữa tôi cũng sẽ chia sẻ cái đường link này để các bạn có thể tự tra cứu cũng như là tự tham khảo những cái thông tin để các bạn biết sự thật về cái hoạt động của hàng hải của Trung Quốc trên vùng lãnh thổ độc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là cái thông tin mà các bạn cần phải biết, và trang báo chí trong nước cũng vẫn im lặng, không hề nói gì. Đấy là rất nghiêm trọng. Đấy là họ đi hơn một tuần trên vùng biển Việt Nam, họ thăm dò, họ có những cái va chạm, họ có những cái đối đầu với cả hải quân Việt Nam, nhưng phía Việt Nam cũng không hề đưa tin cho người dân trong nước để biết. Thì đây là cái điều mà các bạn cần tìm hiểu thêm. Và hôm nay chúng tôi xin cung cấp cái hình ảnh mà cái khu nhà giàn DK1 đã 30 năm được xây dựng và được tồn tại và đứng vững ở khu vực này. Đấy là khu vực, đây là hình ảnh nhà giàn DK1 trong đến năm 2019 thì vừa tròn 30 năm thì chiếc nhà giàn này được xây dựng, và là cái nơi mà cột mốc chủ quyền biển khơi của Việt Nam tại cái vùng biển này. Thì đây là cái vùng biển rất quan trọng và nhiều tàu thuyền đi lại, cũng như là cái tiềm năng về dầu mỏ, dầu khí rất lớn. Thì đây là cái nhà giàn DK1, và hình ảnh nhà giàn đó nó gồm có hai chiếc, một cái nhà giàn lớn và một cái nhà giàn nhỏ ở bên cạnh. Thì đây các bạn nhìn thấy ở đó có cái quốc kỳ Việt Nam ghi rất rõ, ghi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với cờ đỏ sao vàng. Đây cái nhà giàn đó, và trong cái khu vực bãi tư chính đó thì hiện nay là thời gian vừa qua đã có những chiếc tàu của hải quân Trung Quốc, cũng như là những tàu hiện nay là kéo thêm những cái tàu của dân quân Trung Quốc đến để vây xung quanh đây và để tiếp tục hộ tống và làm cái việc mà đe dọa Việt Nam ở trên ngay trên cái lãnh thổ của Việt Nam. Đây nhà giàn, và cách đây ít hôm thì các bạn cũng chắc chắn cũng đã nhận được những thông tin chia sẻ ở trên các báo ở trong nước, thì có đưa rằng là các ngư dân của Việt Nam đã cứu giúp hàng chục người ngư dân Trung Quốc bởi vì họ bị chìm thuyền. Thì đấy là cái điều rất là nhân đạo của những người ngư dân Việt Nam, của người Việt Nam. Nhưng mà ngược lại thì phía Trung Quốc không những không hỗ trợ cho ngư dân Việt Nam mà họ còn đánh đuổi và đâm chìm các tàu của ngư dân Việt Nam ở trên các vùng biển của Trường Sa. Hoặc đây các bạn nhìn thêm, đây là hình ảnh mà chiếc tàu của Trung Quốc đang đuổi tàu Việt Nam bằng gỗ và tàu Trung Quốc bằng sắt, và đang đâm húc vào tàu Việt Nam. Cái cờ Việt Nam rất rõ, và đằng sau đấy là tàu Trung Quốc, và tàu Trung Quốc có mang cờ đỏ với cả một cái sao to và bốn cái sao nhỏ. Đấy các bạn nhìn thấy, và xung quanh là các tàu Trung Quốc, còn tàu Việt Nam thì đang phải chạy. Nhưng mà tàu Việt Nam thì bằng gỗ, máy thì yếu, cho nên thường là sẽ bị đâm hỏng, thủng hoặc là chìm, và làm cho ngư dân bị thương và bị chết, cũng như họ bắt ngư dân để đưa lên những chiếc tàu kia. Thì đây là hình ảnh rất rõ ràng, và ngay chúng ta cũng biết rằng sau đây là cái lần rất hiếm hoi mà phía Bộ Ngoại giao Việt Nam trao công hàm phản đối tàu Trung Quốc đe dọa tính mạng ngư dân. Thì đây là cái thông tin mà chúng ta cùng biết để
trong để cùng chia sẻ. Đấy, và đấy, tàu Trung Quốc đối xử như vậy với tàu Việt Nam và tàu đánh cá Việt Nam, và cái hình ảnh rất rõ ràng mà các truyền thông trong nước đã buộc phải đăng trong thời gian vừa qua bởi sức bức xúc của người dân, bởi vì những người dân người ta bị chết trên biển khi mà đi đánh cá trên ngay cái vùng biển của Việt Nam, thì đã họ rất bức xúc, cho nên truyền thông trong nước buộc phải chia sẻ những hình ảnh như vậy. Các bạn thấy ghi rõ là tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên biển Hoàng Sa khi đang đánh bắt hợp pháp. Đấy, thì đây là hình ảnh mà tàu cá Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm. Đấy, và cái hình ảnh này các bạn vẫn có thể tra cứu ngay trên những cái trang báo chính thống ở trong nước, tức là báo nhà nước ở trong nước họ vẫn đăng, tức là họ buộc phải đăng. Nhưng mà đây là những hình ảnh mà rất ít, hiếm hoi, thực tế thì diễn ra có lẽ còn khốc liệt hơn rất nhiều cái điều mà các bạn được thấy ở trên truyền thông trong nước. Đây là hình ảnh tàu Việt Nam bị đâm chìm, họ phải kéo vào, dắt vào trong đấy, bị tàu Trung Quốc đâm chìm, còn cái mỗi cái mũi thò lên đấy. Đấy, đấy, đấy là cái việc mà rất là nguy hiểm đối với các ngư dân của chúng ta khi đánh bắt cá và xa bờ. Đấy, và không hiểu là những cái chính quyền và hải quân Việt Nam ở đâu mà không bảo vệ họ và không có cái biện pháp cứng rắn với phía Trung Quốc, để phía Trung Quốc liên tục có những cái động thái đàn áp người dân Việt Nam khi họ đi đánh bắt cá ngay trên vùng biển của Việt Nam, rồi họ đuổi bắt tàu thuyền của Việt Nam và thu các đồ ngư cụ cũng như cá, và đánh người dân Việt Nam và bắt những người dân Việt Nam khi họ đi đánh cá trên các bờ biển đó. Và đây là bài báo mà ngày hôm nay báo chí của quốc tế đã bắt tiếp tục đăng tải về cái vụ việc mà tàu Trung Quốc đến bờ biển của Việt Nam, vùng thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, để tiếp tục dùng những cái tàu mà dân quân ngụy trang dạng tàu dân quân để đi áp tải những cái tàu của Trung Quốc, không cho tàu Việt Nam lại gần, và họ lăm le rằng sẵn sàng nếu mà phía Việt Nam có thể là ngăn những cái tàu dân quân này thì họ sẽ có cớ, với Trung Quốc sẽ có cớ để tấn công trở lại Việt Nam, và tất nhiên là với những cái nhà giàn mà chênh vênh như Việt Nam đã lập ở đây, thì những cái nhà giàn này thì không thể trụ được trong những cuộc chiến như vậy. Thì đấy là cái điều rất thiệt thòi mà khi Việt Nam của chúng ta mặc dù cùng ý thức hệ với Trung Quốc, cùng là Đảng Cộng sản anh em, thế nhưng mà họ luôn bắt nạt nhau và họ sẵn sàng hy sinh cái quyền lợi của đất nước, của nhân dân, mà để giữ một cái thể chế tương đồng. Và cái thể chế đó thì nó đã lạc hậu với cả quốc tế, với cả thế giới hàng chục năm, nhiều chục năm nay rồi, và không ai dùng cái thể chế đấy nữa, thì chỉ có mỗi Trung Quốc và Việt Nam vẫn giữ. Và mặc dù giữ như vậy nhưng mà họ vẫn có những cái gầm ghè, tức là có những cái đối đầu với nhau trên biển thường xuyên xảy ra. Vào những cái nhà giàn này thì nếu mà tàu Trung Quốc tấn công thì chắc chắn là chỉ trong thời gian rất ngắn là có thể bị chìm. Đấy, cho điều đấy rất nguy hiểm cho cả những chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam nếu họ đơn độc ở đây, và cái lực lượng hải quân của Việt Nam yếu thế trước Trung Quốc thì đương nhiên rồi, bởi vì là rất yếu, mà Việt Nam không liên kết với cả các nước quốc tế, những nước văn minh như Mỹ và các nước khác, thì Việt Nam chắc chắn là sẽ bị thua thiệt rất nhiều, và điều thua thiệt nhiều nhất là người dân Việt Nam, bởi vì các quan chức thì họ không hề bị ảnh hưởng khi mà phía Việt Nam bị mất những cái nhà giàn như vậy. Đấy, bởi vì họ đã có những cái chuẩn bị tài sản, họ đã có những hộ chiếu nước ngoài, và họ đã chuẩn bị cái con đường để họ ra khỏi Việt Nam từ lâu rồi. Đấy, cho nên là cuối cùng hy sinh là chỉ là những con em người dân Việt Nam khi mà đóng chốt ở đây, những người lính, những người con của Việt Nam sẽ bị hy sinh, và cái điều đó là cái điều không thể chấp nhận được trong thời gian tới. Và ngoài ra thì trong tờ báo này họ cũng đã đăng rất rõ về cái thông tin mới về khu vực đang tranh chấp tại bờ biển của Việt Nam. Và trong bài báo này tôi xin trích đăng một chút của đài Á Châu Tự Do, đó là trong khoảng 2 tuần qua, các tàu cảnh sát biển Việt Nam đã phải đối đầu với các tàu hải quân của Trung Quốc, hải cảnh của Trung Quốc ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam, ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo quy định của Công ước Quốc tế về luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, còn là UNCLOS. Đây là lần thứ 2 trong vòng 5 năm kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu HD981 vào gần khu vực quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp. Tàu chấp pháp của hai nước đã đối đầu ngay trong vùng biển Việt Nam. Theo đánh giá của một số chuyên gia, đây là một động thái dằn mặt của Trung Quốc đối với Việt Nam, đồng thời cũng là cách mà Trung Quốc làm để đòi chủ quyền ngay tại vùng thềm lục địa của Việt Nam. Đây, các bạn thấy cái bài báo này. Và trong bài báo này họ cũng đăng rất rõ hình ảnh của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân bắt tay với cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh hôm 12 tháng 7 năm 2019. Đúng cái lúc mà đang có xảy ra cái tranh chấp rất căng thẳng này, thì và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã sang để gặp
có thời điểm đó là gặp ông Tập Cận Bình và không biết họ đã trao đổi những cái điều gì với nhau. Đấy, thì cái này thì báo chí trong nước cũng cần phải đăng tải để cho người dân được biết, bởi vì là không thể giữ kín những cái điều mà người Việt Nam cần có quyền được biết như vậy. Vâng. Thì các bạn cũng ngoài ra các báo khác cũng đã đăng tải liên tục và rất nhiều những thông tin về việc là tàu cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc đối đầu trên Biển Đông. Đây là một bài báo của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Đài VOA cũng đã đăng cái bản tin này và kèm theo video cũng như là những cái bình luận khác, thì trong đó họ cũng ghi rất rõ những cái thông tin mà các bạn có thể tìm hiểu và kiểm chứng khi mà chúng tôi chia sẻ những cái link kèm theo đây. Đây là những thông tin mà Việt Nam chúng ta cần phải biết. Và trước đó Trung Quốc đối với chúng ta đã có những cái động thái rất không bình đã động thái là họ đã tấn công vào hình ảnh tàu Trung Quốc xả súng vào lính Việt Nam. Đây các bạn thấy, đây là hình ảnh đây. Đấy, cái hình ảnh này đã được đài truyền hình Trung Quốc phát trên cái bản tin của quân đội Trung Quốc nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc. Và đây là trận Gạc Ma 1988 và hải quân Trung Quốc đã bắn chết 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam khi họ đang ở trên cái đảo này. Đây là hình ảnh. Cái hình ảnh này chính là do hải quân Trung Quốc hiện nay vẫn đang phát, và giống như một cái khích lệ đối với họ, họ phải có cái sức mạnh đấy để mà răn đe Việt Nam. Thì đây là hình ảnh hải quân Trung Quốc vẫn phát, và các bạn cũng có thể tự tham khảo trên các phương tiện truyền thông là video của hải quân Trung Quốc đều có. Vâng. Tuy nhiên những cái thông tin đó luôn được đưa ra và đầy đủ ở nước ngoài, và chúng tôi tiếp tục sẽ tìm hiểu những thông tin để cung cấp cho bạn đọc. Và những cái thông tin như vậy thì các bạn thấy báo trong nước không hề được đăng, và đấy là điều rất thiệt thòi cho người dân Việt Nam. Và các bạn phải tìm hiểu thêm những thông tin ở nước ngoài để có thể biết được cái việc mà phía Trung Quốc đang làm gì đối với các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, như ở đây. Đấy, những bài báo này rõ ràng họ đã xâm phạm, và là tại sao Trung Quốc tiếp tục dằn mặt Việt Nam ngay trong vùng đặc quyền kinh tế. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp và cung cấp cập nhật cái thông tin mới nhất của chúng tôi đã đưa ra trong cái chương trình vừa qua. Và một lần nữa tôi xin nhắc lại cái thông tin mới nhất, đó là việc mà Phó Giáo sư tại Trường Hàng hải Hoa Kỳ đã cung cấp thêm một cái thông tin nữa, là trong cái thời gian vừa qua thì những cái tàu mà rất lớn của dân quân Trung Quốc đã được huy động để áp tải những cái tàu thăm dò của Trung Quốc khi đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây các bạn nhìn xem, đây là tàu 00114 và đây là hải trình của nó. Và rất cảm ơn các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình lần sau. Và chúng tôi đang đứng ở sau lưng chúng tôi là Đại sứ quán của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, và các bạn hãy bấm theo dõi của Facebook Lê Trung Khoa, Facebook của Thời báo.de và Facebook của Thời báo cũng như là YouTube của Thời báo để cập nhật những thông tin mới nhất trong tình hình quốc tế và trong nước. Vâng, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Xin chào các bạn. Và chương trình 2 của chúng tôi sẽ được bắt đầu vào 30 phút nữa, nói về vấn đề đối ngoại của Việt Nam với quốc tế. Và mời các bạn tiếp tục theo dõi sau 30 phút vào chương trình 2. Và chào các bạn. Đây là hình ảnh của Đại sứ quán Trung Quốc.